Hello, hello, xin tất cả anh em nha. Mình là LTL đây, đẹp trai MS03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh The GBF NTN của mình nha. Ok, hôm nay mình quyết định là quay lại cho anh em một clip siêu thú vị về Free Fire nha anh em ơi. Và anh em đừng quên 75 tự hào Free Fire thôi nào. Thì tháng này là tháng sinh nhật của Free Fire nha. Anh em đừng quên là vào cài sự kiện nha anh em ơi. Thì mình làm cái series clip là vào huấn luyện thì rất là nhiều anh em thích và đảo kết nối cho anh em ơi. Thì hôm nay mình tiếp tục là làm tiếp một clip nữa nha. Và hôm nay mình tiếp tục là mình sẽ giả bot nha anh em ơi. Và mình không mang những cái hành động súng VIP kiểu như hành động đỏ hay hành động nâng cấp nha. Và hôm nay thì mình quyết định là mang những cái hành động cực kỳ là bot chúa nha anh em ơi. Đây cho anh em xem nha. Mấy cái hành động này thì anh em có thể nhận được miễn phí này, hoặc là anh em chơi game từ lâu thì anh em sẽ nhận được nha anh em ơi. Hoặc là giá trị của nó khá là thấp anh em ạ. Đấy, những cái hành động này gọi là đáy xã hội luôn rồi anh em ơi. Thì mình mang đi để mình tán gái, mình xin kết bạn để xem là liệu mọi người có đồng ý hay không nha. Đây anh em thấy chưa? Mấy hành động này thì khá là nghèo anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa? Thì không phải mấy cái hành động VIP như mọi hôm mình làm clip nha anh em ơi, để xem là liệu hôm nay có tán được gái hay không nha anh em ơi. Chứ mang hành động xịn đi thì tán gái thì quá đơn giản. Đúng không anh em ơi? Thì mình quyết định là vừa tán gái hay là vừa xin kết bạn thì mình sẽ bật mấy hành động này lên nha anh em ơi, để cho nó tăng độ kịch tính nha, chứ không phải là đợi bị khinh thường mình mới bật nữa, mà bây giờ mình bật từ đầu luôn. Ok chưa anh em ơi? Đấy thì không biết là như nào đây thì anh em cũng nhớ là xem đi quấy ủng hộ mình nhá. Và mình cũng ra cho anh em một câu hỏi để anh em nhận quà luôn nha anh em ơi. Thì đối anh em biết thì tại tổng cộng Free Fire mình ra bao nhiêu skin súng nâng cấp level 7 rồi. Đấy, câu hỏi này cực kỳ đơn giản thôi. Anh em vào anh em kiểm tra, anh em đếm anh em sẽ biết nha, nhưng mà mình chỉ tặng cho 10 bạn kiểu như trả lời nhanh nhất bấm like đăng ký kênh và bật chuông thôi nhá. Đây, chính là bạn nữ đầu tiên anh em ạ. Thì bạn này đã trả lời mình rồi. Bạn nữ này đã trả lời mình là hi rồi. Thế giờ mình sẽ hỏi xem là bạn nữ này có người yêu chưa nha. Đấy, đầu tiên là vẫn phải hỏi có người yêu chưa nha. Chứ bây giờ bạn ấy có người yêu rồi thì làm sao mà tán được, đúng không anh em? Thế nên là vẫn phải xác minh lại nhanh. Chi vậy? Ui giời, sẽ chi vậy? Chắc nhìn mình nghèo này mình mới bảo là chi vậy đúng không? Chứ mình giàu là đồng ý rồi đúng không? Mình cho bảo là hỏi cho biết ý. Đấy, để xem mà nhiều bạn này trả lời như nào nha. Mình chỉ hỏi cho biết thôi chứ có vẻ là mình hỏi để yêu bạn đâu. À mà cũng đúng đấy, cũng yêu đấy. Ok, xem bạn này trả lời gì. Tao độc thân. Ôi độc thân gì anh em ơi, trời ơi. May quá bạn này độc thân, chứ bạn này bảo có người yêu rồi thì chắc là mình cũng đi tìm bạn nữ khác anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bảo là thế yêu tới nhá. Sau đó mình sẽ bật hành động lên nha anh em ơi. Từ đấy, bật hành động lên để xem bạn này có đồng ý không. Ấu, ủa sao ấu? Sao mình bật cái hành động đều đều lên này, bạn này bảo ấu luôn là như nào? Ui giời, mình gặp thêm hành động nữa, bạn phải vỗ tay mình kìa anh em ơi. Không biết là vỗ tay khinh thường hay là vỗ tay kiểu gì đây, mình cũng chưa biết. Đấy, mình sẽ bảo là chê tớ nghèo à, để xem mà liệu bạn này có bảo phải chê không nhanh em ơi, hay là như nào nha. Mình nghĩ khả năng cao là chê nghèo rồi, bật hành động đều lên này, không phải hành động nâng cấp là bạn ấy buồn rồi. Không, không cái gì mà không, thế sao không yêu? Trời ơi, nhìn người ta nghèo mặc đồ nghèo bật hành động đều lên chắc là không muốn yêu đúng không? Thế yêu đi. Đấy, mình sẽ nhắn thế xem là bạn này trả lời như nào. Ui thôi ba, sẽ thôi ba, sẽ thôi ba như nào? Ui này còn di chuyển luôn nhỉ, thấy mình bật hành động nghèo đấy, bạn chạy luôn kìa anh em. Cày thế. Thôi ra anh em ạ. Ở đây đây, hai bạn nữ này mặc quần áo giống nhau để sinh đôi này anh em ơi. Rồi mình sẽ tán. Ui, mình đang định bảo tán cả hai, một bạn thấy mình nghèo ấy chưa cả kịp nhắn, bạn ấy chạy rồi kìa. Ok, bây giờ mình sẽ nhắn là hi bạn nha. Đấy. Ui bạn này mình cứ tưởng là bạn này chạy lốt thì cũng mệt đấy anh em ơi. May quá bạn này không chạy anh em ạ. Rồi đây là mình sẽ hỏi xem là bạn này gì đây. Bạn này trả lời rồi anh em ơi, bạn này trả lời mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ hỏi xem là cậu ca mấy nhá, để xem là liệu bạn nữ này ca mấy nha anh em ơi. K6 ạ. K6 thì bây giờ là mới lên đại học à. Ok, cũng hợp lý đấy anh em ơi, yêu được. Ok, mình sẽ hỏi xem là có người yêu chưa. Đấy, vẫn phải hỏi có người yêu chưa. Chứ bây giờ bạn ấy bảo là mình có người yêu rồi, bạn đi ra đi. Thế thì cũng mệt đấy anh em nhỉ. Ủa sao bọn này tụ tập ở đây đông thế nhỉ? Anh em gì? Ế, bạn ấy ế. Ủa ế rồi anh em ơi. Trời ơi, tuyệt vời quá. Bây giờ mình sẽ bảo là yêu tớ nhé. Để ai yêu tớ nha. Để xem hiểu bài có đồng ý không. Bật tiện thì bật luôn mấy cái hành động điều điều lên nha. Đấy, bật mấy hành động này lên để xem hiểu bài này có yêu mình không. Gì đấy? Tôi yêu rồi thì mày là con trai, em đi ra đi. Trời ơi, ta chỉ yêu con gái thôi. Gì, ca mấy vợ? Mình sẽ giả vờ thì ca 12 đi. Giả vờ như là mình trẻ trâu đi. Vừa trẻ trâu lại vừa nghèo lại còn vừa có hành động biểu. Xem là nhiều bạn nữ có đồng ý không. Nào, ca 12 thì có yêu không? Ôi, chạy luôn kìa anh em ơi. Ca 12 này nghèo này, còn cộng hành động bot này thì bạn ấy chạy luôn anh em ơi. Yêu làm sao được. Trời ơi, làm gì có bạn nào có lòng nhân hậu mà yêu mình đâu. Ok, mình sẽ hỏi lại xem mấy bạn đây xem có ai yêu mình hay không nha anh em ơi. Đấy, hỏi lại mấy bạn ở đây gái xem ạ. Gì ấy? Nhắn cái gì kia là nhắn như nào, khinh thường à, như nào đây? Ủa, gì ăn hay pha kia vậy? Ui thì chết rồi, thằng này nhận ra mình rồi, đứa này nhận ra mình rồi. Chuồn luôn anh em ơi, có người nhận ra rồi anh em ạ. Bây giờ có người nhận ra thôi, rồi chạy chạy ra chỗ khác tán bạn nữ áo cam này đi. Đấy, ok chưa anh em ơi, xem bạn này có đồng ý yêu mình không. Đấy, chứ vừa nãy là ở đằng kia là có người nhận ra mình rồi anh em ơi, nên là không thể đứng đấy được. Nó bảo mình là LTL Rio hay là pha kia anh em ạ. Ui đấy, nhắn hi cái chạy lên kìa. Tôi chuyển server anh em ơi, server lại toàn mấy người khinh thường người khác rồi, lại còn nhận ra mình nữa. Làm sao mình tán được gái? Ok, chuyển sang server này đi. Thôi không tán được gái thì mình quyết định là trận này mình sẽ đi tán trai đi. Nào, cho nó ngờ, tán luôn cái thằng thanh niên này đi. Không tán được gái thì mình đi tán trai xem liệu mấy thanh niên con trai có đồng ý yêu mình không. Đổi gió tí anh em nhỉ. Đấy, xem là có trả lời không nào.
gì đây? Hả? Ôi trời, hả trả lời gì mà trông có vẻ là thô thế. Mày hỏi xem là bạn có yêu mình không nhá. Có người yêu chưa? Này, vẫn phải hỏi xem có người yêu chưa chứ, bạn này mà có người yêu rồi thì cũng mệt đấy. Khả năng là mình lại tán cả người yêu bạn đấy thì căng đấy anh em nha. Rồi xem nào. Chưa có người yêu anh em ơi. Úi giời ngon luôn. Bây giờ mình sẽ bảo là yêu tớ nha. Xem liệu bạn này có đồng ý không nhá. Bật cái hành động lên cái, bật mấy anh đều đều lên xem là bạn nam này có đồng ý không. Ok đúng chưa? Rồi, thôi mình đùa bạn đây. Mình đùa đấy. Là bạn là nam hay nữ vậy? Từ để mình nhắn xem là bạn này là nam hay nữ nha anh em ơi. Trai hay gái vậy nhá? Chứ bạn này mà con trai thật thì mình trêu thôi, mình trêu, mình không tán được gái, mình ra mình tán thử bạn ấy chứ không phải là mình yêu bạn đâu nha bạn ơi. Ừ, trai, úi dồi, tôi bỏ rồi, bỏ, chạy anh em ơi. Mong là bạn xem được clip này bạn hiểu cho mình nhá, mình chỉ đang làm clip trôn thôi. Mình không tán được gái thì mình ra tán thử bạn, không ngờ bạn đồng ý luôn kìa, trời ơi, bạn, mình cứ nghĩ là bạn chửi mình dở, hóa ra bạn đồng ý luôn, quá trưởng ao luôn anh em ơi. Ok, xem vào tiếp theo này, trời ơi trời, hôm nay tấu hài thực sự nha. Ok, đây, bạn nữ này trông xinh đẹp này. Tán luôn. Hi hi. Đấy, sẽ đổi không chào là hello nữa. Chào là hi hi. Xem mà liệu bạn này thấy mình chào đổi mới, liệu bạn này có đồng ý yêu mình không? Đấy, bạn này cũng hi lại luôn kìa. Cũng hi lại luôn kìa anh em ơi. Bây giờ mình sẽ hỏi xem là có người yêu chưa nhá. Đấy, bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi, mình phải hỏi là có người yêu chưa. Chứ bây giờ mà tán vào mấy cái bạn mà có người yêu rồi, anh em lại comment trên kênh là anh NTL lại còn tán cả người yêu của em, thì cũng mệt đấy. Nên mình phải hỏi nhá. Ôi giờ bạn này chưa có người yêu kìa. Được. Thế này mình phải uy tín như này. Ca mấy thì mình hỏi xem ca mấy nha. Hỏi xem là bạn nữ này ca mấy nha anh em ơi. K7. Ui giời, K7 lớp 12 rồi. Yêu được anh em ơi. Bây giờ sẽ bảo là yêu tớ không. Đấy, xem là liệu bạn này có yêu, đồng ý yêu mình hay không nha anh em ơi. Có yêu không để mình biết này. Không. Ui giời. Không luôn. Ao luôn. Không thì thôi. Ao luôn. Vào chỗ khác luôn. Trời, không yêu thì đỡ làm mất thời gian của nhau. Không như mấy thanh niên kia nữa. Không cần hỏi lại nữa anh em ạ. Thấy mình nhiều nó bật, mình bật mấy anh động đều lên nó không yêu thì thôi. Mình ao luôn cho đỡ mất thời gian. Đây, bạn tiếp theo này. Bạn nữ tiếp theo nha anh em ơi. Hey, không biết là bạn này có yêu mình không đây. Trời ơi, bạn huấn luyện tán gái mà mặc nhiều bật hành động bớt không ai yêu anh em ạ. Buồn vãi trời ơi. Hỏi xem là có người yêu chưa nha. Vẫn phải hỏi xem có người yêu chưa anh ạ. Đấy, khổ thế chứ. Chỉ sợ mà trùng người yêu với mấy bạn trên kênh thôi. Nên là mình vẫn phải hỏi cho chắc. Ôi, anh em xem clip của mình anh em lại bảo là anh tán người yêu với em. Đấy. Chưa ạ, đấy, chưa nhá, anh em chưa nhá, bạn này chưa người yêu nhá. Ok, mình sẽ bảo là yêu mình không. Đó, yêu mình nha đi. Chứ mình không thì nghe nó hơi nhạt. Đấy, bật hành động bot lên luôn. Bật ngay mấy cái hành động bần tửa nha anh em ạ. Hành động gọi là đánh xã hội ở game FIFA. Giờ xem liệu nó có đồng ý mình không nhá. Ok, yêu luôn kìa ơi. Không ngờ anh em ơi. Mặc đồ bot, mặc hành động bot mà vẫn có người yêu. Trời ơi, quá tuyệt vời. Thôi được rồi, bây giờ là mình sẽ vào trong này. Mình xin kết bạn đi. Thế này là có người yêu rồi là vui rồi anh em ơi. Có bạn đồng ý yêu là chứng tỏ là FIFA mình cũng không phải là ai cũng gọi là ham giàu nha anh em ơi. Đấy, có những bạn này khá uy tín đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình xin kết bạn đi. Đây là thanh niên này trông giống cái thanh niên vừa lấy mình nói yêu ấy nhỉ. Không biết nó phải không nhỉ. Giờ mình xin là hai nha. Ui, cờ lắm kìa. Sao đây chửi mình cơ luôn kìa, ui vãi trưởng anh em ạ. Ui, chưa gì đã nhìn thấy mình bót nó đã khinh thường mình rồi. Thằng này trông có vẻ dân chơi đấy anh em ơi. Đấy, dân chơi nhỉ mấy chưa. Mang ba lô ở trong này, đeo ba lô, dân chơi đi học, lại còn đeo cả ba lô. Còn mang cả lấm đấm, đấy đúng dân chơi rồi anh em ơi, cũng xa đi đâu rồi anh em ạ. Đặt mấy hành động này, xin kết bạn xem nó có đồng ý không. Ok, em nói nhắn gì nhá. Có mấy hành động đểu, khoe cờ, ui giời. Vãi trưởng anh em ạ, khinh thường mình kìa. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ xin kết bạn một lần nữa đi. Xem mà liệu nó có đồng ý không. Nào, mày không hello tao thì mày có cho tao kết bạn hay không hay là... Ui đấy, nó bắt hành động ngồi ghế qua như cóc ấy nhỉ. À, khinh thường mình anh em ơi. À, cười khinh thường mình kìa. Nó bảo là mình có mấy hành động đều. Không có hành động ngồi ghế như nó. Đấy, có hành động như tao. Gì đây, gì nữa đây, như tao thì sao. Thì tao kết bạn. À là, nó bảo là có hành động ngồi ghế như nó thì nó mới kết bạn. Bây giờ mình sẽ bảo là không có đi. Không có thì sao anh ơi. Xem nó trả lời như nào nhá. Ba trưởng anh em ơi, hành động đấy thì mình không cần mang. Thì cút. À, nó chửi mình kìa, nó đuổi mình cút kìa. Đừng có mơ tao cút nhá. Rồi cắt cổ tao đúng không. Mày khinh thường tao đúng không. Được. Đây cho mày xem này. Tao không có hành động đấy. Nhưng mà tao có cái hành động này này. Mày nhìn thế này. Mày nhìn thế này. Mày có hành động biến hình như tao không. Rồi hành động này đủ vĩ hơn mấy hành động của mày chưa. Rồi để xem nó nhắn như nào nha anh em ơi. Gì đây. Mày mốt à. Ui, nó lại bảo mình mốt kìa. Bó tay cái thằng này anh em ạ. Bây giờ mình cho mày à. Mày có không? Mày có không? Mày có hành động như tao không? Hay là mày không có? Solo không? À, nó gạ mình solo kìa. Được, mình sẽ hỏi xem là kèo gì nha anh em ơi. Rồi, thằng này dân chơi đấy. Nhưng mà mình nghĩ là không có kỹ năng thôi anh em ạ. Mấy thằng đi khinh thường người khác. À, gì? Thua xóa game. À, đủ, ok. Ok luôn anh em ơi. Vô luôn nhá. Rồi, thì mình đã tạo vòng thành công để solo với dân chơi kia rồi nha anh em ơi. Cái thằng dân chơi nó khinh thường mình nha anh em ạ. Mình sẽ cho nó biết thế là lễ hội luôn này.
Đấy, mình sẽ xử lý luôn này. Đấy, mình cầm UMB nhá. UMB 7 đá nha anh em ơi, để mình xử lý nó nhá. Đấy, nó nghĩ mình nghèo anh ạ. Nào, leo nghèo với chúng tôi. Nghèo với chúng tôi này, mày thấy chưa? Mày thấy sở cái súng tao đang cầm chưa? Mày thấy hành động của tao chưa? Trời ơi. Tiếp tục, tiếp tục. Qua đây. Qua đây. Úi giời ơi, nhà kinh kinh thế nhỉ. Bây giờ mình sẽ chạy ra đằng sau nhá. Mày công qua đấy. Mày công lên đâu không bảo mày. Tao nghĩ mình nghèo mình gà anh em ạ. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Rồi thằng em ra đây. Mày ra đây. Ok, một viên vào đầu. Một viên vào đầu. Úi giời, đọc 64 máu kìa. Công qua đây hả mày? Rồi mày M1887 của tao chưa? Mày thấy M1887 của tao chưa? Mày thấy hành động chưa? Tiếp tục nha anh em ơi. Trận cuối này mình sẽ mặc đồ đẹp nha anh em ơi. Đấy, để cho nó biết mình là không phải là thằng nghèo nhá. Lần sau nó chừa khinh thường những cái thằng bot này hành động đểu nhá, chứ không phải là ai bot hành động đểu cũng là bot thật nhá. Nào, mày chạy đâu, mày chạy đâu? Quả này mình sẽ one shot nó nha anh em ơi. Anh em nhìn nhá. Chà! 4-0 luôn. Thôi thì clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Mình dằn mặt được cái thằng khinh thường người khác thì mình vui rồi anh em ơi. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến đây nha. Bye bye anh em.